Ca sĩ Kim Anh nổi tiếng với tình khúc Mùa Thu Lá Bay bị đột quỵ. Nhạc sĩ Trần Quốc Bảo, đồng nghiệp thân thiết với ca sĩ cho biết, chị bị đột quỵ tại nhà, ngã trước cửa phòng, được người thân phát hiện gọi xe cấp cứu. Nhạc sĩ nói, khi đỡ lên, chị không còn trò chuyện được, tay trái không còn cử động. Bác sĩ chia sẻ, tình trạng của chị vẫn đang nguy kịch, tối nay giờ Việt Nam mới biết có thể cứu được hay không. Ca sĩ Xuân Hòa, bạn của ca sĩ Kim Anh nói, trước đó sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn ổn định, chỉ có điều hay uống rượu. Nhiều năm qua, chị sống trong nước, mới trở lại Mỹ vài tháng. Ca sĩ còn có con trai ở Mỹ, chị đang thu dang dở một CD, xem đó là album cuối trước khi nghỉ hát. Trước thời điểm dịch bùng phát, chị thường xuyên hát tại các phòng trà theo lời mời của Xuân Hòa. Kim Anh tên đầy đủ là Mạch Kim Anh, sinh năm 1953 ở vùng Lai Vung, Sa Đéc, Đồng Tháp. Thuở nhỏ, chị thích nghe nhạc từ đài radio và tập hát theo. Năm 16 tuổi, sau khi sang Mỹ học, sau một dịp làm phiên dịch ở nhà hàng, Kim Anh ngẫu hứng hát vài bài. Ban nhạc khuyến khích chị theo nghề hát. Từ đó, chị trở thành ca sĩ chính của nhà hàng, thường xuyên hát nhạc bằng tiếng Anh, tiếng Hoa. Tên tuổi của Kim Anh trở thành hiện tượng từ năm 1983 sau khi ra mắt cuốn băng Mùa Thu Lá Bay. Ban nhạc tuyển tập 11 bài hát cả lời Việt lẫn lời Hoa, trong đó có ca khúc Mùa Thu Lá Bay, nhạc Hoa lời Việt của Nam Lộc, bản gốc của danh ca Đài Loan Đặng Lễ Quân. Cuốn băng gây sốt ở thị trường hải ngoại, trở thành một trong những bản thu bán chạy nhất thập niên 1980. Ca sĩ từng nói, lúc đó bản hit mỗi tuần mang về cho chị mười mấy ngàn đô. Chị còn nổi tiếng với các tình khúc Tâm Hồn Cô Đơn của nhạc sĩ Anh Bằng, Mùa Thu Yêu Đương của nhạc sĩ Lam Phương, Tình Ca Mùa Hạ của nhạc sĩ Lê Đức Long. Cuộc đời của nữ ca sĩ Kim Anh vốn nhiều nỗi buồn. Năm 1978, chị gặp tai nạn trong cơn bão tuyết ở Mỹ. Gần 3 năm nằm trong bệnh viện, chân tay chị bị liệt, mặt đầy vết thương mũi khâu. Một thời gian sau, chị lạm dụng chất kích thích để cắt cơn đau và phải đi cai nghiện. Từ năm 2007, chị về Việt Nam sống, tham gia các hoạt động từ thiện và biểu diễn tại các phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin cầu chúc cho ca sĩ Kim Anh mau chóng được bình phục.